Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục tập 2 trong cái series ảo thuật vừa qua của mình. Thì ở đây mình có một cái cây và trên cái cây có gắn một cái miếng giấy như thế này. Mình sẽ dùng cái hộp quạt này để mình đốt miếng giấy đi. Các bạn cùng xem nha. Xuất hiện một quang hoa như thế này. Thì sau đây là cách diễn cho màn ảo thuật vừa rồi. Để diễn được màn ảo thuật này, mình cần chuẩn bị đó là một bông hoa và một đạo cụ là giấy láp. Giấy láp này các bạn có thể đặt mua ở trên shop ảo thuật với giá là 30.000 một cây. Trên shop bảy ảo thuật có bán. Thì mình sẽ dùng một cái mẫu nhỏ của cái giấy láp này, không cần dùng nhiều. Sau đó các bạn cho bông, các bạn sẽ kéo cái phần của cái đài hoa xuống như thế này. Đó, mình sẽ kéo xuống. Rồi, khi đó ở trên đây các bạn sẽ làm cho mình một cái móc như thế này. Giấy láp mình sẽ đưa vào trong cái móc đó. Mình móc nó lại. Rồi, như thế này. Sau đó cái bông mình sẽ cầm gọn trong tay như thế này. Cầm như thế nào mà cái bông nó gọn trong tay các bạn không bị lộn là được. Đó. Mình sẽ cầm như thế này. Và mình nói với khán giả ở đây mình có một cái cây như thế này và một cái cây và một cái miếng giấy như thế này. Mình sẽ dùng một quạt mình đốt cái tờ giấy này lên. Mình mời khán giả cùng xem nhé. Mà sau khi mình đốt cái tờ giấy này lên, giấy láp nó cháy như thế này rồi, mình vuốt ra và buông tay ra thì nó sẽ xuất hiện một hoa hồng như thế này. Thì đây là cách diễn màn ảo thuật vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu thấy hay hãy bấm like và ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn. Sau cái video này mình sẽ làm nhiều cái video khác về hoa hồng, các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem.